Hôm nay sẽ là ngày kiểm tra thử khả năng bơi người cá của bạn Jessica. Ba kỹ thuật căn bản: một nhịp, ba nhịp và năm nhịp. Và bạn Jessica sẽ có một người cá trainer đến hỗ trợ, đó là bạn người cá Tai. Tai, bây giờ em sẽ bơi các kỹ thuật người cá căn bản với Jessica nha. Em kèm theo bạn ấy và chấm điểm xem bạn ấy bơi có đúng không nha. Thì bơi một nhịp một vòng, ba nhịp một vòng và năm nhịp cũng một vòng luôn ha. Thời gian huấn luyện mấy bạn người thường ở Việt Nam thành người cá quốc tế của Tion sắp hết rồi. Nhưng những bạn nào mà có cơ hội học để trở thành người cá quốc tế á, thì hãy đi. Thì sau khi 40 tuần này, Tion sẽ đưa mấy bạn ấy đi giao lưu với các câu lạc bộ người cá trên thế giới với Tion. Vậy những bạn nào biết tiếng Anh? Chứ Tion mà dành thời gian để huấn luyện mấy bạn ở Việt Nam nữa, Tion không đi đâu được. Tion ơi, cho hỏi nhà trainer là có ai Tion? Có em này với có ai nữa? Sao biết có em? Thì Tion nói. Chưa chắc. Đúng rồi. Tion chưa thấy em tốt lắm. Tion bây giờ em về. Bởi vì cái tuần 40 á, Tion phải kiểm tra kỹ hơn lần nữa để Tion chọn ra, nên cái tuần 40 là Tion sẽ tổng giờ các bạn người cá xứng đáng có thể làm trainer hay không. Thở nước ổn định, hơi thở hết rồi đúng không? Hai em đem mắt kính vô bơi một vòng một nhịp. Jessica mà bơi không được thì nhìn bạn người cá Tai nha. Tion thì đi theo kiểm tra hai bạn cùng một lúc luôn. Bắt đầu, 1, 2, 3, xuất phát. Một nhịp tôi chấm điểm bạn trainer trước. Nói em bơi một nhịp chung với bạn, em không có bơi đều được với bạn em, mà em lại lặn nữa. Em coi bạn á, bạn điểm trainer của em là 0 điểm nào. Rồi em chấm điểm bạn người cá Jessica cho tôi coi. Bạn đó bơi, bạn đó vội nữa nè. Giờ nó cong chân, có lúc thì nó lắc một nhịp, có lúc thì nó lắc hai nhịp. Ok, vậy tại sao em không bơi đúng để làm gương cho bạn? Bởi vậy, làm trainer là em phải bơi đúng. Theo nói là em bơi sau bạn. Bơi đều với bạn, không được bơi sau bạn. Coi như cái phần bơi một nhịp, Theo thấy em cũng được. Bây giờ tới bơi ba nhịp. Ok. Thở nước. Hít hơi vào, lặn xuống, lắc đuôi ba nhịp. Thở nhẹ ra, nổi lên. Kéo tay, hít hơi vào tiếp. Thở nước đây. Hai em đứng sát nhau coi. Thank you.
Ok. Chuẩn bị lặn ba nhịp được chưa? Thấy mấy em chìm xuống đáy hồ rất là tốt rồi đó. Lặn hay là bơi mà. Nhưng mà không biết là mấy em chìm xuống mà mấy em để mất hơi hay giữ được hơi thôi. Nếu mà để chìm xuống mà để mất hơi là mấy em sẽ không thể lặn tốt được. Chìm xuống mà phải giữ hơi là chỉ xả hơi trong xoang mũi ra thôi. Tôi đã hướng dẫn rất là kỹ rồi. Rồi bắt đầu. 1, 2, 3 xuất phát. Bơi đều nhau nha. Đánh giá bạn người cá trainer tay nha, thấy cũng được, nhưng mà em lại bị phạm một số lỗi kỹ thuật, đó là co đầu gối nè. Co đầu gối là em bị có khi em bị lặn sau bạn hoặc lặn sâu hơn bạn quá. Nói chung là em làm người cá trainer là bạn bơi thế nào em cũng phải giữ được cái khoảng cách và bơi đều với bạn. Bạn lặn sau á là bạn bơi sát cho tường quá, em không đuổi kịp. Người cá trên là phải ai bơi sao mình cũng đuổi kịp được hết. Rồi nói chung là coi như lần này là em đỡ hơn rồi đó tay. Rồi tới phiên Jessica nè, chấm điểm bạn đi. Rồi bạn còn làm bội vàng chứ lại hơi thở là cũng gần đúng rồi, nhưng mà còn có đầu gối. Em chỉ nhìn ra được lỗi nhiêu đó thôi hả? Đó. Còn lỗi gì nữa không? Bạn đó là đúng rồi đó. Cái không bạn nó không kiểm soát được hơi thở. Mà rõ ràng kiểm soát hơi thở là sao? Không kiểm soát được như thế nào? Mà con biết á, tại vì bạn đó hơi thở bạn nó ít quá, cho nên bạn đó mới làm vội để lên hít thở. Em chỉ mới nhìn được một phần nhỏ à. Nguyên nhân tại sao mà bạn ấy lại làm vội gần đúng thôi? Tại sao? Giờ Tuyôn gợi ý cho em nha. Lúc bạn ấy nổi lên như thế nào? Lúc bạn ấy nổi lên thì bạn ấy quạt tay liền. Nè, để ý nè. Hồi nãy bạn người cá Jessica khi thở hơi ra để nổi lên là giữ thẳng người, mà bạn ấy còn co đầu gối lắc đuôi là sai nha. Thở ra bằng mũi, tay giữ thẳng nổi người lên. Lên ngang mặt nước rồi mới kéo tay, hít hơi vào, xuống nước. Còn này là bạn cứ lắc đuôi để đi lên mặt nước, nên như vậy là nó sai kỹ thuật. Và bạn ấy chỉ có lặn mệt mỏi hơn thôi, chứ không có vừa càng lặn càng khỏe hơn được. Rồi nói xong rồi Jessica biến đâu mất tiêu rồi các bạn. Thì cái bài tập luyện thứ hai này là Jessica nghe rõ cái lỗi của em chưa? Làm sao? Lúc mà nổi lên làm ơn đừng có lắc đuôi nha. Giữ thẳng người, thở ra bằng mũi. Nhẹ thôi, giữ thẳng tay. Nổi lên ngang mặt nước rồi kéo tay, chuối người xuống lại. Chứ không có lắc đuôi để nổi lên, không có làm vội cái kiểu đó ha. Càng làm vội em chỉ càng không lặn được. Rồi bây giờ tới phần kỹ thuật thứ ba,
Nếu mà vượt qua phần này là em đã học xong 3 kỹ thuật bơi người cá căn bản rồi đó. Rồi, cái này là nếu mà dùng trong kỹ thuật bơi đua của người cá đó nha, mình sẽ bơi tốc độ là mình sẽ ngang trên mặt nước, lắc đuôi 5 nhịp, 1, 2, 3, 4, 5, vuốt nước nhẹ, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Rồi, tay làm cho bạn coi. Hôm bữa Tiêu đã hướng dẫn em rồi đúng không? Rồi, nhìn tay nè, hít hơi vào, nổi người ngang mặt nước, lắc đuôi 5 cái, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, xuất phát. Nhớ dùng phần eo của mình là được. Rồi em chấm điểm Jessica đi tay. Jessica làm vội. Với lại lúc mà nó hấp thở rồi nó còn lắc lui. Là sao? Lúc Jessica làm vội nè. Jessica còn có đầu gối nè. Rồi sao nữa? Với lại á, mấy phần hồi nãy em nói là bạn nó đỡ hơn rồi. Nhưng mà lúc mà bạn nó bơi, bạn nó ngước mặt lên hấp thở là còn có đầu gối. Còn coi đầu gói xíu rồi đúng không? Rồi, nghe bạn tay nói gì về em chưa? Lúc người ta đang chấm điểm em làm ơn nghe giùm Tiun nha. Là em còn bị co đầu gói á, em chưa dùng được phần eo với lượng phần ngực á ha. Rồi như vậy xong rồi, nhưng mà tên cũng khen là bạn Jessica bơi lặn lội đồ tốt rồi. Tốt hơn trước lúc rất là nhiều luôn á. Như vậy xong ha. Vỗ tay khen bạn đi em. Chúc mừng Jessica chính thức trở thành người cá ở Việt Nam nha. Còn để trở thành người cá quốc tế, em phải được đào tạo theo chương trình ở Mỹ bài bản để tôi cấp bằng đó cho em. Em mới đi hoạt động thế giới, sinh hoạt với ở các câu lạc bộ quốc tế với Tiêu được. Rồi, bye bye.